tim tôi đơn côi, biết nhau một lần rồi nhớ trọn đời. Tiếng mưa buồn hơn đêm mưa lặng tâm tư, người đi người thương nhớ nhau từng ngày từng xưa. Thời gian trôi qua mau, giữ tin yêu cho nhau đến mai sau, nhưng ai biết xa sao. Riêng tôi đêm nay nhớ thương một người lạnh buốt đêm dài. Những cớ sao em buồn, tình ta ngày mai ấm lại cuộc đời, kể chuyện xa vắng thấy thương nhau nhiều hơn. Khi núi sông mịt mờ, người trai nhuốm nhiều. Trước mặt quý vị là đôi loa JBL 4312 BMK2 Control Monitor. Đôi này mới về trong cửa hàng mình ngày hôm nay. Hôm nay là ngày 18 tháng 5 2019. Hàng về trong tình trạng rất là đẹp, màng bát trắng tinh luôn. Đôi này sử dụng 3 loa, một bát 30, một chung 12 và một loa chép đôi. Dòng JBL này thì quá nổi tiếng rồi, cửa hàng không cần phải quảng cáo nhiều. Chất âm rất là hay, một nhà sâu lắng mà giá tầm tiền. Hàng vé bao đẹp bóc cạnh, e căng tin còn đầy đủ tiết mát. Rất đẹp, mình quay phần chất xe. Và để sở hữu cho mình cặp loa này thì hãy liên hệ theo số điện thoại 0979918996. Cửa hàng mình ở chợ Sắt Hải Phòng, cửa hàng mình nhận giao hàng toàn quốc. Và mọi thông tin chi tiết cũng như giá thành sản phẩm thì hãy liên hệ theo số điện thoại để được có giá tốt. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những clip tiếp theo.